Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại buổi soi cầu miền Bắc trên kênh Chí Thanh Vlog. Ngày 19 tháng 3 thì Lộc đã không về đối với kênh Chí Thanh Vlog của mình. Mong các bạn thông cảm cho kênh. Ngày hôm nay thì ngày 20 tháng 3 thì mình tiếp tục dự đoán những con số cho các bạn tham khảo như sau. Con bạch thủ thì mình dự đoán con số 07. Song thủ thì mình dự đoán con số 47 và 74. Ba con số thì mình dự đoán con số 2, 5, 7. Chúc các bạn may mắn. Mong các bạn tiếp tục theo dõi, chia sẻ và đăng ký kênh những video trên kênh Chí Thanh Vlog của mình. Xin chân thành cảm ơn.